Kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696, gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp và đó cũng là số Zalo của em luôn, để lên đi con. Hôm nay em có một số món đồ xưa như sau. Đây là một cái hộp quẹt gòn. Ở trên này nó có cái giao diện, nó sẽ khắc những cái hoa văn và những cái chữ như thế này nè. Mặt sau nè, em thấy còn lành lặn tốt á. Cái vỏ ngoài thì nó bằng đồng. Quẹt gòn. Lửa đá còn rất là nhà là tốt luôn. Cái này em bán với giá là 400.000. Đây là một cái Zippo. Ở giao diện bên ngoài nó sẽ có cái giao diện như thế này nè. Chủ đề là chủ đề gì em cũng không gành lắm. Nó có những cái chữ như thế này nè. Vỏ ngoài nó bằng đồng. Dưới này đóng là Made in USA số 15. Gột với vỏ nó trùng. Nè, lửa nó đánh rất là tốt ha. Cái này em bán với giá là 600.000. Đây là một cái đồng hồ hiệu Mido, chạy bằng cơ, dây cũng Mido zin luôn. Phía trong nè, dây này kia còn lành lặn đẹp, em bán 600.000 về cho cô chú anh chị em sưu tầm chơi. Nó chạy bằng cơ. Em có 10 cái dĩa tàu cúc, tình trạng là 7 cái lành tích. Có một chuyện như thế này, đường kính là 14 cm ha. Tàu cúc mộc chuyện rất là đẹp. Em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm. 7 cái lành tích. Ba cái có tóc nhẹ như thế này. Tóc nhẹ. 10 cái này em bán 1 triệu cho 10 cái dĩa tàu cúc chuẩn cổ trên 100 năm. Đây là một cái nhạo mai kè thọ cao là 12 cm, nắp lai. Nó có mẻ trên vành chút xíu, và từ cái chỗ mẻ vành nó có tóc nhẹ xuống xíu xíu, còn lại là lành đẹp. Cái này em bán với giá là 400.000. Em có hai cái nha, cái thố nhật màu. Ở đây có tích là cửu lân vờn cầu, một cái hố gốm mini. Đó, nó có 9 con lân vờn cầu như thế này. Nắp và thân cơm lê với nhau hết. Cái này nó có xước nhẹ cái men ở trên cái núm chút xíu xíu, không có đáng kể. Cái bên này lành tích cũng là cửu lân vờn cầu luôn. Hai cái thố này của em là nó là một cặp với nhau đó. Đường kính miệng là 7 và chiều cao là 8 cm. Em bán với giá là 700.000 cho hai cái này. Em có 3 cái bộ tách gốm Nhật, mà đây là loại gốm vỏ trứng. Nó rất là mỏng đẹp. Nó mỏng hơn những cái gốm Nhật bình thường. Ở trên này in tích là Phượng Vũ. Lành. Cái này nó bị chày men lõi lò. Cũng là gốm Nhật vỏ trứng luôn. Đường kính miệng là 7 cm. Cái này nó mẻ cái quai, nó gãy cái quai. Dĩa này có đường kính là 9.5. Nó lát nhẹ chỗ này chút xíu xíu, không có đáng kể lắm. Bộ này lành tích, không có vấn đề gì hết. Ba bộ này em bán với giá là 2 triệu, gốm Nhật vỏ trứng. Đây là một bộ chung, có cái dĩa lót chung tích là sông Kiều, đường kính là 7.5. Nhị Kiều và Tiểu Kiều. Có tóc nhẹ hai đường ở đây. Gốm Nhật xưa 7-80 năm. Mỏng rất là đẹp. Chung này là loại chung lật đật, có tích là Lã Vọng, đường kính miệng là 4.5, chiều cao là 4. Nó có bị lát nhẹ trên vành hai điểm như thế này. Lát nhẹ chỗ này chút xíu nữa. Phía sau có bài thơ: Ông Khương Tử Nha ngồi câu cá dưới ánh trăng. Bộ này em bán với giá là 250.000 cho bộ chung và dĩa lót chung này. Đây là 10 cái muỗng gốm Nhật
in tích là cổ lầu, đường kính là 14 cm, tình trạng là lành tích hết trơn luôn. Phía sau có 3 cái chấm kê lò, không có đáng kể. Nó chỉ là cái chấm kê lò thôi. Do lò của người ta làm nó có 3 cái chấm kê như vậy. Đường kính loại to 14. In rõ ràng đẹp và vô một cơm lê bộ đường kính luôn. 10 muỗng này em bán 1,5 triệu. Lành tích. Gốm Nhật xưa 70-80 năm. Đây là một cái ấm gốm Nhật có tích là sông Kiều. In hai mặt. Nắp như thế này. Lợi phía trong nè, lành tích và mỏng thấu quang. Quai ghim của người ta vậy luôn. Cái dòi đây làm rất là khéo và in hoa. Lành tích ha. Cao là 11, em bán 1,9 triệu cho cái này. Cao là 11, in rất là rõ ràng luôn. Ấm này nó tầm khoảng là nửa lít á. Đây là một cái bình vớt sông. Bình vớt sông nó có hoa văn như thế này nè. Nó có cái quai gì dòng gì bên này nữa nè. Cao là 15, tình trạng là lành. Tình trạng là lành, em bao chuẩn cổ trên 100 năm. Em bán 500 ngàn cho cái hũ vớt sông này, cái bình vớt sông này. Em có 10 cái chén gốm Nhật in tích là sông Long Chanh Châu. Đường kính là 11 cm. Đường kính là 11 cm, tình trạng là lành đẹp. Vô một cơm lê bộ là sông Long Chanh Châu như thế này luôn. Vô một đường kính luôn. 10 chén gốm Nhật lành tích, không có một chút vết sờn men luôn. In rất là rõ ràng và đẹp. Em bán 3,5 triệu cho 10 chén Nhật lành. Em có hai cái bình gốm Nhật. Một cái lục giác in là tứ dân, sơn thủy tứ dân ngư tiều canh mục. Cao là 33 cm, hai con lân hai bên còn lành nguyên và nguyên zin của nó. Tình trạng là ở trên vành này có bị mẻ cái vành. Và tóc nhẹ xuống là một đường, hai đường như thế này, ba đường như thế này. In đẹp, lục giác ha, lục giác. Ở trên cái vành bụng này nó có bị cấn bụng và nó có rạn men nhẹ một đường ở đây. Có tóc nhẹ một đường ở trên cái thân. Còn lại là lành đẹp. Đây là một cái bình gốm Nhật in rất là độc luôn, bình tròn. In rất là đẹp luôn, chàm xanh và nét nào ra đó rõ ràng hết trơn luôn. Nó cũng là in tích sơn thủy tứ dân luôn. Và ở đây nó có một cái bụi sen nữa nè. Cái bình này rất là độc, dáng rất là đẹp luôn. Chiều cao là 41. Trên cái vành miệng này có mẻ, vành miệng này. Chỗ này có tóc, một đường. Mua về mình trưng bày không gian xưa hoặc quán cà phê rất là đẹp ha. Hai cái bình này em bán với giá là 1,6 triệu. Em có một cái chén gốm Tàu chuẩn cổ. Đầu này em bao là tầm khoảng giữa thế kỷ 19, chuẩn cổ. Hiệu đề là Nội Phủ. Có tích là cá quá lông, vẽ rất là xuất sắc. Vẽ cái nét vẽ rất là xuất sắc luôn. Cái tay nghề của cái người họa sĩ này vẽ rất là đẹp. Giáp có thân hết. Ở trên này có viền đồng. Tình trạng là có tóc mà nhẹ một đường ở đây. Đường kính là 9.5 cm. Em bán cái chén này với giá là 1,6 triệu. Cá quá lông. Tiếp theo một cái chén gốm Tàu chuẩn cổ. Nó có tích là cổ đồ. Vẽ cổ đồ ở trên đây. Rất là độc ha. Những cái chén tích vẽ cổ đồ thế này, cái tích cổ đồ rất là hiếm gặp. Hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Ở trên này có viền đồng. Tình trạng là có tóc một đường ở đây. Bên này một đường nữa là hai đường. Chôn thì nó hơi sần sần như thế này là do lò làm. Do lò làm nó hơi sần sần như thế này, không có đáng kể lắm. Đồ này rất đẹp ha. Rất là đẹp và rất là hiếm gặp. Đường kính miệng là 10.5. Em bán 1,8 triệu. Hàng rất là đẹp, nó thấu quang qua đó. Đây là một cái chén là Phượng Thư. Phượng Thư gốm Tàu chuẩn cổ, hàng cái kiểu rất là đẹp. Hiệu đề là Nội Phủ. Ở đây người ta viết số 37 gì đây nè. Trên này có viền đồng sẵn. Đường kính là 11 cm, tình trạng chỉ có tóc nhẹ ở đây một đường thôi, không có đáng kể lắm luôn á. Đầu này em bao chuẩn cổ và hàng cái kiểu rất là đẹp. Lát nhẹ dưới cái đế chút xíu xíu. Lát nhẹ thôi, không có bị mẻ. Cái này em bán với giá là 1,8 triệu cho cái chén này. Em có 8 cái chuông bằng đồng xưa. 8 cái lành lặn hết trơn luôn. Cái này nó chưa có gắn cái gọng dây này vô nè. Vậy mình gắn vô không có vấn đề gì hết ha. Buộc vô. 8 cái này em bán với giá là 800 ngàn. Lành lặn hết trơn luôn nha.
bằng đồng xưa. Rồi ở đây em có một cái lục giác gốm Tàu, vẽ tích là sơn thủy tứ dân. Vẽ nha, vẽ tay, viết tay hết. Phía sau có một cái bài phú viết tay hết. Hai con ngê hai bên nó nhô ra làm rất là khéo và đẹp. Ghiên của cái lục giác này hết. Và cái lục giác này của em tình trạng rất là tốt luôn. Ở dưới này có hai đường nẻ lò, do lò làm. Chôn cốt này kia em bao đồ chững cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Vẽ đây, chạm lên màu xanh rất là đẹp ha. Vẽ rất là uyển chuyển nè. Hai con người hai bên này là lặn lặn ghiên hết trơn. Phía sau một bài phú viết tay rất là đẹp, vỡ sạch chữ đẹp. Tình trạng lại trên cái vành này đây có bị mẻ và đã thẩm mỹ lại rồi. Từ đây dòng qua đây ba góc này, từ đây ha xuống tới đây nè, không có bị xuống tới con cái đuôi con lân nha, chỉ bị trên này thôi. Dòng qua đây còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Cái bình này của em rất là đáng sưu tầm luôn. Một cái lục giác gốm Tàu lâu dữ lắm rồi mới có cái lục giác gốm Tàu đẹp ha. Chiều cao là 32.5, em bán 5,5 triệu cho cái lục giác này. Vẽ rất là uyển chuyển đẹp, sơn thủy tứ dân. Rồi em có một cái bù lệch này rất là độc đây cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Bù lệch gốm lấy thiêu màu, nhưng mà một cái điều độc ở trên cái bù lệch này đó là cái lò người ta làm đắp nổi những cái hoa mai ở đây. Ở trên này có tích là thạch mai, ở đây là một hòn đá nè, và đây là những cái bông hoa này được đắp nổi cộm tay nha. Đó, rồi có một cái đặc điều đặc biệt nữa là ở trên này có phun luôn nè, phun cái ông mặt trời. Ông mặt trời này là từ ở cái vách núi này sửa sạn nhô lên, sửa sạn nhô lên nè, nhìn rất là đẹp ha. Đó, bầu này rất là to, phía sau vẽ một bụi lan nè. Bầu này rất là to luôn á, tròn và to. Những cái loại này rất là độc, thường thường là bù là chỉ vẽ thôi, còn đắp nổi thì nó rất là hiếm. Và đây nữa một cái điều đặc biệt đó là có phun luôn. Những cái hoa ở đây nè và những cái trái ở đây đều đắp nổi hết luôn nè. Rất là độc, rất là đáng sưu tầm cho cái bù lạch này ha. Cao là 28, đồ này em bao tầm khoảng là 90 năm trở lên. Cái chôn phía dưới này lát chút xíu xíu thôi, không có đáng kể đâu, kể như là lành đi. Đầu xưa mà, cho nó chút đỉnh ha. Ở trên cái vành này nó có tình trạng là mẻ cái vành đây. Đây mẻ từ đây xuống đây như là chữ V vậy đó. Và đã được thẩm mỹ lên rồi. Bên này nó có vẫy nhẹ, xước nhẹ cái men thôi. Và người ta đã thẩm mỹ lại cho đẹp luôn. Nói chung là cái bộ lạch này của em nó rất là độc, rất là đáng sưu tầm cho cái bộ lạch này, rất là độc luôn á. Cái bụng rất là to ha, tròn. Cao là 28cm, em bán 3,9 triệu cho cái bộ lạch này. Quá độc. Đèn ABC xưa, nó có khung, chá, ống khói lô, chân nhôm, họng nhôm, tim họng hoạt động tốt, bầu thủy tinh màu xanh như thế này. Cao tới ống khói là 50cm, cái này em bán với giá là 900 ngàn. Tiếp theo là một cây đèn dầu ABC, chân nhôm, họng nhôm, ống khói lô, tim họng hoạt động tốt, chiều cao tới ống khói là 50cm. Cái bầu này nó có bị lỗi lò ngay chỗ này chút xíu, không có bị chảy nước hay vấn đề gì hết, chỉ lỗi lò thôi, còn lại là lành đẹp hết. Cái đèn này em bán với giá là 700 ngàn. Tiếp theo là một cái nón ong hội đồng xưa. Cái nón này của em giao diện phía bên ngoài của nó còn trắng đẹp như thế này. Phía trong nó không có quai, dài là 35 và chiều ngang là 30. Nhưng mà ở phía trên này nè, nó giống như là đã bị người ta làm như thế nào đó mà nó có bị gút ngay chỗ này. Nó gút cái mũ lại á, nó gút cái mũ lại giống như là nó sẽ bị dính vô lửa hay cái gì đó, hoặc là xăng gì đó nó dính lên này, rồi nó bị gút lại nè. Đó, tình trạng chỉ vậy thôi nha, còn lại là lành đẹp hết. Cái này em bán với giá là 800 ngàn thôi, về mình trưng bày decor này kia chơi. Đây là một cây cân xưa, cây cân đặt cái dầu. Nó có ngày 28 tháng 6 năm 2000, loại 19kg, lá liễu đây bằng inox xưa, còn lại là bằng đồng hết trơn và lành đẹp chuẩn xưa. Cây cân này em bán với giá là 850 ngàn cho cô chú anh chị mình về sưu tầm. Đây là một cái bàn ủi con gà bằng sắt, bàn ủi bằng sắt, con gà và cái quai này bằng đồng, có mọc hiệu lò, nặng là 1,6 kg, lành lặn hết trơn luôn. Em bán 350 ngàn bằng sắt nha. Đây là một cái bàn ủi con gà thân bằng đồng, có con gà và cái quai bên này bằng nhôm cán bằng gỗ, nặng 2,3 kg,
Em bán 850 ngàn cho cái bàn uống này lành. Em có một cái trò dĩa Biên Hòa. Một cái trò dĩa Biên Hòa. Cái trò này của em lành lặn hết trơn luôn. Nhưng mà cái dĩa thì nó không có cái dĩa. Đây lành lặn hết. Màu sắc giao diện bên kia còn lành đẹp và chỉnh xưa. Em sẽ tặng kèm cho mình một cái dĩa thế này để về mình để lên mình trưng bày ha. Dĩa gốm lá thiêu đường kính là 26cm. Em tặng kèm cái dĩa này, đồ dài nha. Em bán 700 ngàn và em không có bao ship cho cái này. Tiếp theo là một cặp phù điêu treo tường. Cặp công nha, công này là công xòe đuôi. Đồ rất là già luôn và độc ha. Cái dáng này rất là có duyên luôn nè. Giống như cái xẻ quạt vậy đó. Đẹp ha, dài 22, ngang là 20cm. Con này nó bị cấn ngay chỗ này, nó dập ngay chỗ này. Và nó có 2-3 đường rạn men tóc nhẹ thôi. Em nghĩ là không có xuyên cốt phía trong đâu. Tại vì em để xuống nó không có nghe lập bập. Em nghĩ là chỉ là rạn tóc ở bên ngoài men thôi. Không có đáng kể lắm đâu. Đây phía sau nè, gốm Biên Hòa già. Hai con này chỉ có một con nó có tình trạng thôi. Còn lại nó lành đẹp hết trơn luôn. Đẹp lắm. Nhìn ở ngoài là xuất sắc luôn. Treo lên một cái là xuất sắc của ghen luôn á. Em bán 1,8 triệu cái cặp này. Rồi tiếp theo là một cặp ấm ha. Đây là ấm lá thiêu màu. Đồ này quá trời đẹp luôn nè. Nó vô một cặp luôn. Nhưng mà tiếc con cái là cái nắp nó bị lai. Nó lai nắp nè. Nhìn ở phía trong là người ta làm rất là khéo luôn. Phía trên này có vẽ hoa, vẽ sơn thủy phía dưới ấm này. Phía sau vẽ bụi lan. Cái dòi làm quá khéo luôn nè. Quá khéo luôn. Cái dòi này nhỏ xíu luôn. Đẹp quá đẹp. Không có ghi chiều cao rồi hả? Chiều cao của cái ấm này là 11. Chiều cao là 11. Cái này là cái thứ hai cũng vẽ sơn thủy màu luôn. Nắp nó cũng lai luôn nè. Hoài ghiên của nó luôn nha. À phía sau Minh Văn. Minh Văn hiệu lò. Men gạn hết trơn luôn, quá đẹp. Cái chỗ này là nó chày, nó dính chày thôi. Chứ không có phải là bị tóc nha. Bao giờ bao hàng không có tóc nha. Cặp này em bán với giá là 4,5 triệu. Cái dòi làm quá khéo luôn. Cái thân lành tích chỉ có lai nắp thôi. Rồi đây là một bộ ấm gốm lá thiêu. Gồm có 6 chung. Một ấm. Một gạt tàn thuốc. Và một dĩa. Loại ấm này là loại ấm 1 lít ha. Chuẩn xưa. Lành lặn. Gạt tàn thuốc đây. Chỗ này là nẻ lò nha. Chứ không phải là bị tóc nha. Hình hai con chim. Bộ này em bán 600 ngàn cho bộ ấm này. Rồi tiếp theo là hai cái bình hoa cao là 17cm. Hai bình hoa cao 17cm vẽ sơn thủy. Phía sau nè. Dạ. Trên vành này nó có bị lát nhẹ. Lát nhẹ và răng. Cái này là rạn men do đồ nó già chứ không phải là bị tóc đâu. Nè. Cái vành này lát ở đây. Rồi còn lại là lành đẹp và chuẩn xưa. Gốm lá thiêu 6-70 năm. Em bán 500 ngàn thôi cho hai cái bình hoa quá trời đẹp luôn. Rồi đây là một cái bình gốm Biên Hòa đắp nổi. Cái bình này rất độc nha. Gốm Biên Hòa đắp nổi 3 mặt gồng. Và đặc biệt con gồng này đây là loại gồng 5 móng. Đắp nổi dày lên cộm tay. Nổi ra ngoài luôn nè. Và những cái hoa văn ở đây đều nổi cuồn cuộn lên nè. Quá trời đẹp luôn. Cái bình này rất là đáng sưu tầm. Đó, 3 mặt gồng và rồng 5 móng cổ phía trên nè. Chiều cao là 39.5. Chiều cao là 39.5. Phía trong nhìn trực tiếp ở bên ngoài còn ghiền nữa. Rất là đẹp luôn, người ta làm tay hết. Quá trời đẹp. Trên vành miệng này có thẩm mỹ chút xíu siêu như là chút xíu có nhiều đây nè. Như cái muối cam hộp nhỏ hơn cái muối cam chút. Quá trời đẹp luôn á. Đồ chuẩn xưa. Làm quá khéo. Em bán với giá là 2,5 triệu cho cái bình này. Rồi đây là một cái khuôn bánh bông lan bằng đồng, nặng là tới 4,1 kg lận. Đường kính miệng của nó là 22, loại to. Và cái màu này là cái màu thời gian. Tình trạng là lành lặn hết trơn luôn. Lành hết trơn. Màu thời gian còn quá đẹp. Đó. Cái này em bán với giá là 1,5 triệu cho cái khuôn bánh bông lan này. Tiếp theo, đây là một cái bình gốm Biên Hòa dáng cao to, chiều cao tới 50 mấy lận, chiều cao tới 53cm lận. Có chạm khắc hình con chim phụng và cái chạm màu quá trời hài hòa và đẹp như thế này. Cái dòng bụng to đùng luôn, men gạn hết trơn luôn, đồ già, cổ hoa,
chạm khắc hai mặt, cao là 53 cm, dáng quá đẹp luôn, đồ chuẩn xưa. Bình này em bán với giá là 2,5 triệu cho một cái bình gốm Biên Hòa, quá trời đẹp. Rồi cặp đèn bảo màu xanh, cặp đèn bảo màu xanh, tim họng hoạt động tốt nè, ống khói này ống khói zin luôn của nó, tình trạng là lành lặn hết. Chiều cao là 24 cm, cặp đèn này em bán với giá là 600.000 và em không có bao phí ship. Tiếp theo là cặp đèn dầu 5 bộ trước giải phóng 1975. Đèn dầu này của em nó có cái thủy tinh này, nó có cái chàm màu xanh lên, màu xanh lá cây quá độc luôn và đẹp. Chiều cao là 42 cm, tới ống khói này là ống khói này là ống khói zin nha, ống khói zin xưa nha. Tim họng hoạt động tốt nè, lành lặn hết trơn luôn. Em bán với giá là 1 triệu cho hai cái đèn dầu 5 bộ, nó có cái thủy tinh màu quá đẹp lên, màu xanh đọt chuối á. Rồi đây là 10 cái dĩa con gà, 10 cái dĩa con gà là gốm lấy thiêu xưa, nó vô mẫu vậy nè, 10 dĩa đẹp, nó vô mẫu một, lành lặn hết trơn luôn, gốm lấy thiêu 6-70 năm. Em bán với giá là 450.000 và em không có bao phí ship. Tiếp theo là một bộ ấm trà gốm lấy thiêu xưa, nó sẽ có một cái ấm, 4 cái chung gốm lấy thiêu và một cái khai hoa như thế này. Chung này là chung này, chung lấy thiêu vẽ hoa, tình trạng là lạnh ha. Chỗ này là lõi lò, lõi lò đường kính miệng là 6.5, chiều cao là 4.5. ấm này là loại ấm 1 lít, có chiều cao là 14. Cái nắp ấm này nó có tình trạng là nó hơi găng găng gạn gạn, găng găng gạn gạn đây. Nắp này nắp cơm lê với thân luôn, nó có mẻ lát này chút xíu xíu. Cái vành đây nó cũng có thẩm mỹ chỗ này chút xíu nè, do nó bị lát nhẹ đó, người ta thẩm mỹ lại vẽ hoa nè. Phía sau có minh văn hiệu lò. Mấy cái ấm nhỏ nhỏ thế này mà có minh văn là một cái ấm rất là đáng sưu tầm á, vẽ hoa, cốt rất là già luôn. Đây là cái khai vẽ hoa luôn, đường kính miệng là 22 và chiều cao là 9 cm. Phía trên này là có cái mặt kim tiền, tóc nhẹ ở đây, một đường tóc nhẹ xíu xíu à. Rồi đây là cái thân, cái thân thì nó lành, nó chỉ có chỗ này là nẻ lò thôi, vẽ hoa luôn, cơm lê luôn, cơm lê bộ luôn đó. Nguyên bộ ấm gốm lấy thiêu này em bán với giá là 2,8 triệu nha, cả bộ như vậy. Rồi tiếp theo là em có 5 cái con tôm cá gốm Biên Hòa, đồ dài nha, chiều dài của nó tầm khoảng 30-31 cm, già lắm. Con này nó lành, con này nó có bị tóc nhẹ ở đây, một đường xíu xíu à, rất là già luôn. Hai con này nó lành, to lắm. Con cá này chiều dài nó tầm khoảng 26-27 cm, chàm màu của nó màu xanh vậy nè, gốm Biên Hòa xưa. 5 con này em bán với giá là 800.000. Rồi đây là một bò 10 cái dĩa chén gốm lấy thiêu, 10 chén gốm lấy thiêu xưa 6-70 năm. Em bao đồ chuẩn xưa cho cô chú anh chị em mình sưu tầm chơi. Đường kính miệng là 11 cm, tình trạng của nó lành tốt, em bán với giá là 250.000. Rồi hôm nay em có một số món lên vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.